Dạ, Thủy xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn ạ. Hôm nay nhóm của Thủy đi cùng với là cô Mười, chị Thắm, Hà và Tường An. Tường An bé nhỏ. Thì hôm nay Thủy đến chùa Tân Linh. Thủy mua cá phóng sanh cho gia đình của chú Tước Lâm và anh Bin Ngô. Thì con cũng mua cá đã xong đem vô chùa rồi. Dạ cũng con cũng mời ông bà cô chú vô chùa Tân Linh để mà nhờ sư cô tụng kinh phóng sanh nha. Ông bà cô chú ạ. Cô Mười. Chào ông bà cô chú, anh chị. Rồi giờ mình vô. Thủy mua là cá thì 2 bịch, thì hậu đã chở vô được 1 bịch rồi. Giờ còn để đây 1 bịch mình sẽ ginh vô để trong chùa nha. Cái gì vậy? Lấy nón không hay nón? Nắm lên. Thằng lùn với thằng cao đi. Chinh hết trơn. Dạ con chào chú cậu. Quấn keo lại hả? Ủa cái mũ lại cho nó đựng thấm nước hả cô? Quan tạc quá nè. Dạ. Sợ nó thấy cái chuông mà mưa vô là nó. Thấy cái chuông mới vô mình chưa có. Khỏi đi ra không con? Khỏi đi ra được. Chúc chúc là của sư cô bên bên Úc á. Đúng không? Là sư cô bên Úc cúng dường về đây bên ngôi Tam Bảo Tân Linh. Mới có bữa làm thông 7 nha, bữa 14 nè. Dạ. Cái này cao quá con phụ tới phải đó. Dạ. Dạ. Sợ mưa cô tiền cô thanh đâu cô tiền. Đất. Dạ con, bánh chào cô chú. Của Tỳ Thiên cầm đó, nhớ không? Tỳ Thiên cầm cô gái. Tỳ Thiên cầm cô gái. Tỳ Thiên cầm cô cho con hỏi cái nào đực, cái nào cái rồi cô. Cô không biết. Cái này người ta nói cái nó bự nè. Vậy hả? Cái nó bự rồi, còn đực cái nhỏ vậy. Không, coi chừng cái nhỏ chứ. Vậy là chị Hà hôm qua bữa này chắc đực nè, biết cái. Trời đúng không? Nhờ Hà chí Thắm phụ sư cô để mà quấn mũ vô đựng cho đừng có thấm nước mưa, tại vì chánh điện cũng làm chưa xong, mưa hổm dài cũng tạt ở đây hết sư cô. À. Nó cái cậu là lạ dạ. Dân với mưa vô nó bị thâm. Thắm ơi đâu rồi Thắm? Chuột rốt. Thắm ơi ở bên đã quên đâu. Ờ chị Thắm đụng đâu mà nó đụng đâu á? Cái cây này đụng như thế này. À. Đụng nhẹ nó cũng văng luôn đó. Rồi, Mười đứng cao đứng lên em hết tới Mười em lùn quá. Có ghế cô Mười thấy không tới không cô Mười? Tới. Sao? Nhẹ leo lên đâu? Không leo lên đâu hết. Dạ, hẹn mến chào cô chú, anh chị và các bạn ạ. À. Hôm nay mình với Thủy mua cá phóng sanh thì đã qua tới chùa Tân Linh rồi. Cái này là để Hiền đọc lên cái số tiền mà cô chú gửi Hiền mua cá đi từ thiện nha. Gia đình chú Tước Lâm và gia đình anh Biêu Ngô gửi về 250 đô.
100 là để mua xôi cho bệnh viện tâm thần, cái phần đó mình chưa đi nha, thì còn lại 150. Đổi là $1, $100 là 2.316.000, đổi 150 là 3.474.000. Mua chị, anh chị có dặn là mua cá 1.000.000 là cúng giường 500.000 và cho thủy hiện 500.000. Vậy là còn lại bao nhiêu đi thực hiện, là số tiền 150 đó còn lại là 1.474.000. Dạ, hiện xin cảm ơn cô chú ạ. Dạ, A Di Đà Phật, con kính chào hai cô. Dạ, hôm nay qua con nhờ hai cô làm lễ tục phóng sanh. Dạ, đây là của gia đình chú Thức Lâm và gia đình anh Biên Ngô. Cái này là anh chị với cô chú nhờ hai sư cô cầu an. Dạ, con hẹn cũng xin phép lưu tên những vị mà viết trong giấy đi sư cô cầu an nha. Dạ, Tần Dân Năm, ngày 17 tháng 7 năm 1934. Thái Hồng, ngày 22 tháng 2 năm 1934. Tần Tú Mẫn, ngày 1 tháng 9 năm 1965. Gia đình Tần Mỹ Lan, ngày 2 tháng 6 năm 1968. Gia đình Ngô Chức Đại, là anh Biêu Ngô, ngày 3 tháng 1 năm 1973. Gia đình Ngô Ái Quốc, ngày 4 tháng 7 năm 1975. Gia đình Thái Tú Khiết, ngày 9 tháng 1 năm 1972. Lâm Tấn Trước, ngày 16 tháng Giêng năm 1962. Natalie Lâm, ngày 26 tháng 6 năm 1997. Tucky Ngô, ngày 11 tháng 5 năm 2003. Và Willie Ngô, ngày 8 tháng 11 năm 2004. Dạ, A Di Đà Phật, con nhờ cô cầu an giúp. Dạ. Để cô coi mấy cái chỉ này. Cái gì này, chỉ này cái gì? Dạ, cái này nè, mình Natalie ha. Natalie. Ừ. Con này là Jackie. Jackie Ngô nè, Natalie Lâm. Jackie Ngô. Dạ. Con này Willie Ngô. Willie Ngô hả? Dạ, cái đó không còn có tên tiếng Việt rồi cho chú. Này có đọc lắm. Dạ. Thôi cô cúng. Dạ. Nhất tâm phụng thánh thập phương từ phổ quán đại linh cám, Quan Thế Âm Bồ Tát giáng lâm đạo tràng gia trì vào tỉnh thấy, nhờ công đức lớn trái thấm muôn linh khiến thân tâm chúng hàm linh nhẹ nhàng mát mẻ, phước đức tràn đầy rộng nghe diệu pháp. Cảnh dương nước tỉnh rưới 3.000 quán âm, tình không tin được lời lời giang ngang lời lạc thần giang pháp giới rộng thênh thang, trời diệt tai nạn lửa dữ quá sen vàng. Nam mô Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Ma Tăng Tào Khê Thị Giác Quái Hương Đồng Lưu Quang Lâm Biển Nội Trừ Tai Cụ Đề Hồ Quang Đành Đệt Trần Câu Dương Chi Sai Sự Dựng Tiêu Khôn Cam Lộ Tự Hữu Quỳnh Thương Thu Thị Lô Tinh Hải Ba Trụ Hướng Dương Tường Thanh Đàm Đệ Huyện Tường Quang Thị Việt Hấn Đàn Tràng Thanh Lương Nhân Đinh Mạng Thập Phương. Nam Mô Ly Câu Địa Bồ Tát, Nam Mô Ly Câu Địa Bồ Tát, Câu Địa Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Thiếu Tài Giang Kiết Tường Bồ Tát, Nam Mô Thiếu Tài Giang Kiết Tường Bồ Tát, Nam Mô Thiếu Tài Giang Kiết Tường Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Giác Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam Mô Hát Ra Đắng Na Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Lui Đế Tương Quang Ra Di Đà Phật.
Alo hello ca đây ca ra đi. Sanh Phật lượng túc tôn chúng sanh quy pháp ly dục tôn chúng sanh quy tăng chúng tùng tôn chúng sanh quy Phật kinh chúng sanh quy pháp kinh chúng sanh quy tăng kinh hai hai chúng sanh quy Phật hai hai chúng sanh quy pháp hai hai chúng sanh quy tăng Phật Bát Đà Địa Ngục chúng sanh quy pháp Bát Đà Ngã Quỷ chúng sanh quy tăng Bát Đà Vạn Sanh chúng sanh quy Phật Lượng Túc Tôn tôn chúng sanh quy tăng chúng tùng tôn chúng sanh quy Phật kinh chúng sanh quy pháp kinh chúng sanh quy tăng kinh chúng sanh quy Phật hài hải chúng sanh quy pháp hài hải chúng sanh quy tăng chúng sanh quy Phật Bát Đà Địa Ngục chúng sanh quy Đà Ngà Quỷ chúng sanh quy tăng Bát Đà Vạn Sanh chúng sanh quy Phật Lượng Túc Tôn chúng sanh quy pháp ly dục tôn chúng sanh quy Phật kinh chúng sanh quy pháp kinh chúng sanh quy tăng kinh quy rồi tội chướng sạch băng trí khôn sáng tỏ tưng bừng pháp tâm tu sao rồi được hưởng về Tây Phương sung sướng đời đời lên tòa sen bao thịnh thế không hề lui sụt yên vui tháng ngày tại cứu khổ phát tâm cầu Phật độ chúng sanh cùng nhau dốc một lòng thành cầu cho ra khỏi thoát dòng trăm lớn Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát phóng sanh công đức thù thăng hạnh vô biên thăng vượt giới vô lượng quang và phẩm liên hóa di vô mẫu hoa khai kiên Phật ngộ vô sanh bất thôi Bồ Tát chỉ bằng lữ huệ dị thờ công đức thiên nga đàn giới chúng sanh giai cổng thành Phật đạo Nam mô A Di Đà Phật phục nguyện Phật tự quảng đại cảm ứng vô sai quang giang đạo tràng chứng minh công đức hiện tiền để tứ xuất gia cùng tại gia cung đối Phật tiện thành tâm cúng phóng sanh nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ an cho trần dân năm thái thệ thái hồng trần tú mẫn gia đình trần mỹ lan gia đình ngô trước đại gia đình ngô ái quốc gia đình Thái Tú Khiết Lâm Tấn trước Na Đê Ta Lê Lâm Dắt Kỳ Ngô Mi Quy Ly Ngô nguyện cha chư Phật tử tái qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ phước trí trang nghiêm thiện căn tăng trưởng bồ đề viên mãn thành tụ thắng duyên sở cầu như ý phổ nguyện ấm siêu dừng thời Phật giới chúng sanh giai cống thành Phật đạo Nam mô Đà Phật tự quy Phật đương nguyện chúng sanh thế giới đại đạo Pháp vô thượng tự quy Pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải tự quy tăng
đại chúng nhất thiết vô ngài nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành vấn đạo. A Di Đà Phật xong rồi. Dạ, A Di Đà Phật cho con xin phép gửi tiền cúng dường của hai gia đình chú Thức Lâm và gia đình chú ở gia đình Biên Ngô. 500.000 con chú cô. Dạ, dạ thưa cô chú anh chị, đây là số tiền của cô ở bên Mỹ gửi về đang cúng dường phụ xây dựng chùa Tân Linh, là cô Võ Thị Quỳnh Hoa ở Mỹ gửi 4 triệu phụ xây chính điện, xây chính điện chùa Tân Linh đó. Dạ thưa cô. Dạ. Võ Thị Quỳnh Hoa. Dạ. 4 triệu. Dạ. À 4 triệu. Dạ con kính gửi cô. Dạ. Dạ. Thôi cô cũng cảm niệm công đức gia đình của cô Võ Thị Hình Hoa đã phát tâm cúng dường. Cô nguyện cầu cho gia đình cô được bình an, mọi sự đều được an lành. A Di Đà Phật. Như là, dạ. Cô cảm niệm công đức hết tất cả hiền với thủy mấy chị em. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Và đây là cái giấy cầu an con nhờ cô để khi nào mà cũng kinh cầu an giúp. Dạ. Dạ. Vậy dạ, tụi con xin phép chào cô, tụi con đi thả cá. Hả? Dạ. À, dạ. À, uống nước rồi đi. Dạ. Giờ mình cũng đã tới nó xong rồi, thầy cũng có nhờ anh Thơm đến bơi xuồng ra mà ra ngoài sông thả cá. Thì cá của gia đình của chú Tức Lâm và gia đình của anh Vinh Ngô. Thì giờ mình lên xuống. Thì ra xong thì cũng đã nắng rồi, cái đó đội mình cũng lấy nón để mà đội đi cho bớt nắng. Đi tìm nhé. Dạ. Thôi đưa gần phía lên không? Đưa tay nắng cũng được. Đưa tay nắng luôn hả? Đi đi đi. Què. Đi xuống đi đẩy luôn mỏ đè. Đá nó xuống đi.
để xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú ạ. Chúc anh chị ạ. Chúc anh chị.